bạn thôi mà. Kệ nhiều. Xin chào tất cả các chị có mặt trong buổi live stream ra mắt của babykit.vn ngày hôm nay ạ. Các chị ơi, hôm nay em khai trương shop và em khai trương shop em bán đồng giá váy. Các chị ơi, hôm nay em khai trương shop nha, em bán đồng váy giá 10 váy giá 18k đấy ạ. Hôm nay em khai trương shop các chị nha, các chị ơi ủng hộ em một chút đi ạ. Hôm nay em khai trương shop này để em bán đồng váy giá của trẻ em là 18k nha. Váy cho bé gái hôm nay em bán đồng giá 18k này. Các chị ơi nhanh chóng vào live stream của em chưa ạ? Hôm nay bên khai trương shop các chị nha, nhanh chóng lên nào, tích cực lên nào. Các chị ơi, hôm nay bên bán giá 18k để bên khai trương shop lấy may được không ạ? Các chị ơi nhanh chóng vào live stream của em nào, comment 18k kèm mẫu các chị thích đi ạ. Hôm nay bên khai trương shop nên bán đồng giá 18k chị nha. Bên có tất cả là 4 mẫu đây ạ. 4 mẫu này ạ, bên bán đồng giá 18k hết chị nhá. Lấy thì comment cho em đi ạ. Đây em đọc từng mẫu một nha, mã là mã 1 nha. A1 đây ạ. Đây là A1 các chị nha. A1 đây ạ. A2 đây, A2 ạ. A3 ạ. A4. Chị Kim Huệ ơi, comment cho em mã A mấy kèm 18k kèm A mấy luôn nha. Kèm số điện thoại luôn cho em được không ạ? 18k kèm A kèm luôn số điện thoại này. A1, A2, A3, A4 tùy các chị nha. Comment kèm màu này. Hôm nay bên bắt đầu khai trương shop được không ạ? Ok, chị Nhím Sọc ơi, comment nha, chị lấy mẫu nào ạ? Bên đủ size nha, đủ size luôn các chị yêu nha. Ok, 18k, đúng rồi, hôm nay bên khai trương shop các chị ơi ủng hộ bên một chút được không ạ? Khai trương shop nên các chị chia sẻ cho em nha. Chia sẻ cho em 3 lần trên trang cá nhân dưới chế độ công khai và 5 lần trên nhóm đi các chị ơi. Bên khai trương shop đi ạ. Comment cho em nào. Em ở Hà Nội nha, hôm nay bên khai trương shop này. Ok chị ơi, comment 18k mã là comment mã này, kèm 18k này, kèm luôn số điện thoại cho em đi ạ. Mã kèm số điện thoại nên không cần phải 18k đâu. Mã kèm số điện thoại cho em nha. Hôm nay bên khai trương shop được không ạ? Bên đồng giá 18k nhá. Các chị ơi quay ra chia sẻ cho em nào. Chia sẻ 3 lần trên trang cá nhân và 5 lần trên các nhóm được không ạ? Đúng rồi, hôm nay bên xả này, hôm nay bên khai trương shop nên bán đồng giá 18k để lấy may cho các chị yêu nha. Bên có tất cả là 4 mẫu này, A1, A2, A3, A4 này. Các chị ơi lấy mẫu nào thì comment cho em nào. Em chào chị Phương Anh nha. A1, A2, A3, A4 đấy ạ. A1 kèm số điện thoại cho em nào. A1 hoặc A2, A3, A4 kèm số điện thoại cho em đi ạ. Nhanh chóng lên các chị nha. Hôm nay bên khai trương shop nào, comment và quay ra chia sẻ cho em 3 lần trên trang cá nhân và 5 lần trên các nhóm được không ạ? Bao nhiêu cân chị nhỉ? 10 đến 33 cân. Từ 10 đến 33 kg là bên có size chị nha. Từ 10 đến 33 kg. Không còn 18 đâu. Mã kèm số điện thoại kèm chia sẻ cho em nha. Mã kèm số điện thoại kèm chia sẻ cho em này. Đây váy kẻ là A1 này, váy xanh là A2 nha. Váy này A2 đấy ạ. Đây là A3 này. Nhầm mẫu. A3 đây ạ, A3 đây ạ. Và cuối cùng màu xanh là A4. Ok các chị ơi nhanh chóng nào, comment rồi quay ra chia sẻ cho em nha. Chia sẻ 3 lần trên trang cá nhân và 5 lần trên các nhóm nào. Chia sẻ 3 lần trên trang cá nhân và 5 lần trên các nhóm nào. Nhanh chóng lên các chị ơi, comment rồi quay ra chia sẻ cho em nha. Chia sẻ 3 lần trên trang cá nhân và 5 lần trên các nhóm thì mới có giá này các chị nha. Hôm nay bên khai trương shop ạ, nên mới bán đồng giá 18k nên các chị ủng hộ em một chút được không ạ? Comment rồi quay ra chia sẻ cho em các chị yêu nha. Chia sẻ 3 lần trên trang cá nhân và 5 lần trên các nhóm được không ạ? Chia sẻ 3 lần trên trang cá nhân và 5 lần trên các nhóm được không ạ? Comment nhanh chóng cho em nào, mã kèm màu kèm số điện thoại nào. Các chị ơi, hôm nay bên khai trương shop nên bên mới có giá này nha. Nhanh chóng comment mã này kèm số điện thoại luôn cho em này. Tôi quay ra chia sẻ cho em 3 lần trên trang cá nhân và 5 lần trên các nhóm được không ạ? Các chị ơi, nhớ bật chế độ theo dõi của bên em nha. Nhớ bật chế độ theo dõi của bên em được không ạ? Hôm nay bên khai trương shop ạ. Hôm nay bên khai trương shop nên mới có giá này chị nha. Lấy mã nào thì comment cho em A1, A2, A3, A4 tùy các chị này. Kèm luôn số điện thoại cho em nha. Từ 10 đến 33 cân là bên có size các chị ơi ạ. Hôm nay bên khai trương shop nên là các chị nhanh chóng lên đi ạ. Comment rồi quay ra chia sẻ cho em nha. Chia sẻ 3 lần trên trang cá nhân và 5 lần trên các nhóm được không ạ? Chia sẻ 3 lần trên trang cá nhân và 5 lần trên các nhóm được không ạ? Bên có size chị Hướng Dương nha. Đủ size từ 10 đến 33 kg luôn ạ.
đủ size từ 10 đến 33kg đúng rồi ạ. Hôm nay bên em khai trương shop nên bên bán đồng giá 18k lấy may được không ạ? Các chị ơi ủng hộ bên em một chút được không ạ? Comment mã này kèm luôn số điện thoại này rồi quay ra chia sẻ cho em 3 lần trên trang cá nhân và 5 lần trên các nhóm được không ạ? Các chị ơi hôm nay bên em khai trương shop nha. Babykit.vn hôm nay là khai trương shop ạ. Nên là chị nào thích thì nhanh chóng comment rồi quay ra chia sẻ cho em đi ạ. Chia sẻ cho em 3 lần trên trang cá nhân và 5 lần trên các nhóm đúng rồi. Hôm nay bên em khai trương shop này bán đồng giá 18k các chị nhá. Bên đó có tất cả là 4 mẫu này. A1, A2, A3, A4 em để theo thứ tự rồi đấy ạ. Em ở Hà Nội nha, em ở Hà Nội hôm nay bên em khai trương shop này. Ok ạ, các chị yêu nha, chia sẻ giúp em đi ạ. Ok chị Thủy Tiên, em cảm ơn chị Thủy Tiên Trần này. Các chị ơi chia sẻ và bật chế độ theo dõi của bên em được không ạ? A1 này, A2, A3, A4 đưa em đi ạ. A1, A2, A3, A4 nha. Quay ra chia sẻ giúp em đi ạ. 3 lần trên trang cá nhân và 5 lần trên các nhóm được không ạ? Tổng là 8 lần chia sẻ thì mình có thể mua cái váy này với giá 18k rồi đấy ạ. Nhanh chóng đi ạ, hôm nay bên em khai trương shop nên bên em bán với giá 18k nha. Các chị ơi nhanh chóng comment nào. Comment A mã, các mã kèm số điện thoại cho em nha. A1, A2, A3, A4 này. Bên em có tất cả là 4 màu đây ạ. 4 mẫu như thế này, A1, A2, A3, A4 này. Đủ size từ 10 đến 33kg cho các bé luôn các chị nha. Nên là các chị nhanh chóng đi ạ. Comment A1, A2, A3, A4 tùy các chị nha. Còn sợ bên em đang hôm nay bên em khai trương shop này bán với giá là 18k các chị yêu ạ. Nên các chị quay ra chia sẻ cho em đi ạ. Chia sẻ cho em đi ạ. Rồi bên em sẽ tặng mình với giá là 18k được không ạ? Nhanh chóng lên comment và chia sẻ cho em này. 18k A1, A2, A3, A4 tùy các chị ạ. Hôm nay bên em khai trương shop các chị nha. Hôm nay là hôm nào đầu tiên bên em bán hàng đấy ạ. Bên em khai trương shop này không chia sẻ. Chị ơi bên em bán chia sẻ nha. Bên em là bán lấy may nên các chị nhanh chóng comment cho em nào. Em ở Hà Nội ạ. Ok các chị ơi chia sẻ cho em 3 lần trên trang cá nhân này và 5 lần trên các nhóm được không ạ? Chia sẻ 3 lần trên trang cá nhân và 5 lần trên các nhóm này. Ok chị ơi mỗi loại này một chất nha. Đây là chất KT này, chất KT vô cùng mát luôn đây ạ. KT. Miền Nam bảo KT. KT. Ok đúng rồi, đồng giá 18k nha, 18k các chị ơi. Hôm nay bên khai trương shop. Không, đúng rồi. Hôm nay bên khai trương shop mà. Hôm nay bên khai trương shop nên có giá là này 18k nhé các chị nhá. Nhanh chóng comment rồi chia sẻ cho em nào. Chia sẻ cho em. Không, không chị ngược bên, chị biết ngược ở đây, chị ngược. Để cho chị biết được. Comment cho em đi ạ. Đi. Đúng à? Chị biết nhiều thì biết rồi. Đây à, chị bán nhiều thì biết. 18k có chị Mai Quỳnh ơi, nhanh chóng nào comment rồi chia sẻ cho em các chị nha. Comment A1, A2, A3, A4 tùy các chị này. Rồi quay ra chia sẻ cho em nha. Hôm nay bên khai trương shop này các chị ơi nhớ bật chế độ theo dõi của bên em được không ạ? Từ 10 đến 33kg là bên có size được không ạ? Nhanh chóng nào. A1, A2, A3, A4 bên có size này. 100 bộ bên đang xả là 18k chị nhá. Bên đang xả là 18k này. Các chị ơi hôm nay bên khai trương shop này bên bán lấy may được không ạ? Bán lấy may giá vô cùng rẻ luôn ạ. Nên là các chị ơi nhanh chóng lên nào. Comment cho em nào. A1, A2, A3, A4 tùy các chị này. Mình lấy chọn một mã cho em thôi nha. Bên đủ size từ 10 đến 33kg luôn các chị yêu ạ. Đủ size từ 10 đến 33kg luôn ạ. Comment và chia sẻ cho em nha. Chia sẻ 3 lần trên trang cá nhân và 5 lần trên các nhóm được không ạ? Đúng rồi, em sẽ kiểm tra. Nếu mà chị nào chưa chia sẻ bên không bán được giá này đâu ạ. Bên hôm nay bán đồ bé gái chị Nguyễn Hiền nha. Ok chị Thương Nguyên ạ. Các chị ơi bên có bán là 18k này. Bên có 4 mã tất cả nha. Nên chị nào lấy mã nào thì nhanh chóng comment giúp em A1, A2, A4 tùy ạ. Em ở Hà Nội ạ. Chị Nguyễn Lan này em đây ạ. Cho xem A1, A1 đây chị yêu nha. A1 vô cùng xinh luôn nha. A1 vô cùng xinh luôn ạ. Đủ size từ 10. Chị Thủy Tiên này em có nhìn thấy mình ạ. Mỗi chị comment một mã giúp em được không ạ? Đôi quay ra chia sẻ giúp em 3 lần trên trang cá nhân và 5 lần trên các nhóm đi ạ. Có 26kg nha chị ơi. Bên bán đến 33kg cơ ạ. Bên bán lên 33kg nha. Bên đủ size cho các chị từ 40 cho các bé từ 10 đến 33kg luôn đấy ạ. Nhanh chóng vào livestream của em nào. Comment rồi quay ra chia sẻ cho em 3 lần trên trang cá nhân dưới chế độ công khai được không ạ? Và 5 lần trên các nhóm được không ạ? Ok chị Lưu Như Hoa này, có 8 bên bán từ 10 thôi chị ơi, chị Kim Dung ơi từ 10 đến 33kg bên có size ạ. Chia sẻ thì giá 18k chị yêu nha. Hôm nay bên khai trương shop nên bán giá rẻ lấy may được không ạ? Các chị ơi nhanh chóng tích cực vào livestream của em nào. Các chị đã bật chế độ theo dõi của bên em chưa ạ? Các chị đã bật chế độ theo dõi của bên em chưa ạ? Có 10kg nha chị ơi, từ 10 đến 33kg là bên có size được không ạ? Nhanh chóng nào chia sẻ cho em 3 lần trên trang cá nhân và 5 lần trên các nhóm được không ạ? Chia sẻ cho em 3 lần trên trang cá nhân và 5 lần trên các nhóm các chị yêu nha. Chỉ có giá là 100 gì có giá hôm nay đúng rồi, chị Phúc Mai comment đúng rồi. Bên bán 18k các chị nhá. Nhanh chóng vào livestream của em này. Vào livestream của em comment rồi quay ra chia sẻ cho em đi ạ. Chia sẻ cho em đi ạ.
chia sẻ cho em 3 lần trên trang cá nhân và 5 lần trên cái nhóm được không ạ? Chị nào thích mẫu nào thì nhanh chóng comment cho em này. A1, A2, A3, A4 này, kèm mã này, comment mã kèm số điện thoại này. Từ 10 đến 33kg là bêm có size cho các bé các chị nha. Là nhanh chóng lấy mã nào thì nhanh chóng comment cho em đi ạ. A1, A2, A3, A4 tùy ạ. Tôi quay ra chia sẻ cho em 3 lần trên trang cá nhân và 5 lần trên cái nhóm ạ. Ok chị Thủy Tiên này, các chị ơi nhanh chóng lên giúp em được không ạ? Mỗi chị chia sẻ thêm giúp em một vài lần nữa đi ạ. Nhanh chóng đi ạ, hôm nay bên khai trương shop này rất cần sự chia sẻ này, sự tương tác tích cực của bên các chị với em được không ạ? Từ 10 đến 33kg là bên có size, em có thấy chị Mai Quỳnh nha. Từ 10 đến 33kg là bên có size A1 bên, đúng rồi, A1 vô cùng xinh luôn, A1 bên bán cực chạy luôn ạ. Bên đang xả, bên đang hôm nay bên khai trương nên bên bán với giá 18k được không ạ? Mỗi chị chia sẻ với em 3 lần trên trang cá nhân và 5 lần trên các nhóm được không ạ? Em bán thật chị ơi 18k cho một hôm nay bên khai trương shop nha. Hôm nay bên khai trương shop này nên rất cần sự chia sẻ các chị luôn. Ok chị Phương Anh, anh comment giúp em là A1 kèm số điện thoại được không ạ? Chị Phương Anh comment A1 kèm số điện thoại luôn giúp em nha. Tôi quay ra chia sẻ giúp em 3 lần trên trang cá nhân và 5 lần trên nhóm chị nha. Giá bán chuẩn chị ơi, A1 bên bán với giá 18k này. Ok các chị ơi tích cực lên đấy ạ. Chị Phương Anh rất là tích cực với em từ đầu đến giờ này. Các chị ơi nhanh chóng lên nào. Chị Thủy Tiên cũng rất là tích cực với em này. Ok comment mã kèm số điện thoại giúp em này. Tôi quay ra chia sẻ 3 lần trên trang cá nhân và 5 lần trên các nhóm được không ạ? Ok chị Phương Anh comment đúng rồi, chia sẻ giúp em đi các chị yêu nha. Chị Dương Thủy Ngân comment đúng rồi đấy ạ. Chị Hoài Đặng em có thấy mình nhá, các chị ơi hôm nay bên em khai trương shop nha. Em khai trương shop này là rất cần sự quan tâm chia sẻ tương tác của các chị với bên em được không ạ? Chia sẻ tích cực lên giúp em nào. 3 lần trên trang cá nhân và 5 lần trên các nhóm nha. Bên bán với giá 18k cho chị nào chia sẻ tích cực tương tác với em cực tốt được không ạ? Ok chị Cúc Độ này, A1 A2 bé 18 cân đúng không ạ? Chị Hoài Đặng ơi bên em có chốt nha. Từ 10 đến 33kg là bên em có size này. Từ 10 hơn nghìn là thôi. Ok này đúng rồi, chị Oanh Vũ comment đúng rồi, em có thấy chị cỏ lông thông nha. Các chị ơi comment đúng rồi, A1 kèm màu kèm số nào, A1 này, A2, A3, A4 tùy các chị này, kèm số lại rồi quay ra chia sẻ cho em nha. Chia sẻ 3 lần trên trang cá nhân và 5 lần trên các nhóm cho em được không ạ? Ok chị Thủy Tiên này. Ok chị Thúy Hường nha. Chị ơi, hôm nay bên khai trương shop nên bên bán với giá chia sẻ là 18k nhá. Đúng rồi, váy đấy váy nào cũng xinh hết. A1, A2, A3, A4 này bên bán đồng giá 18k này, đủ size từ 10 đến 33kg cho các bé luôn đấy ạ. Nhanh chóng lên đi ạ, nhanh chóng vào livestream của em comment rồi chia sẻ cho em nha. Chia sẻ đi ạ. A1, A2, A3, A4 tùy các chị nha. Comment rồi quay ra chia sẻ cho em 3 lần trên trang cá nhân và 5 lần trên các nhóm được không ạ? Ok các chị yêu nha, chia sẻ nhanh chóng cho em nào. Hôm nay bên khai trương shop nên bán với giá vô cùng rẻ luôn đấy ạ. Các chị ơi nhanh chóng vào livestream của em nha. Hôm nay là cơn bão quà tặng luôn đấy ạ. Bên khai trương shop này bên bán với giá cực rẻ luôn ạ. Nên các chị ơi nhanh chóng chia sẻ cho em nào 3 lần trên trang cá nhân và 5 lần trên các nhóm được không ạ? Ok chị Loan Ena này, có bé trai hôm nay bên chỉ chốt bé gái thôi chị yêu nha. Hôm nay bên chốt bé gái thôi ạ. Ok chị Nhím Sọc này. Ok các chị ơi comment giúp em nào. A1, A2, A3, A4 này, váy của bé em đồng giá 18k cho chị nào chia sẻ giúp em 3 lần trên trang cá nhân và 5 lần trên các nhóm nha. 3 lần trên trang cá nhân và 5 lần trên các nhóm được không ạ? Chia sẻ tích cực lên giúp em các chị ơi. Hôm nay bên bắt đầu khai trương shop rồi. Bắt đầu khai trương shop nên là cần sự quan tâm chia sẻ tương tác các chị nha. Các chị ơi nhanh chóng nào, em có thể chị Tâm Tâm Bùi này. Các chị ơi nhanh chóng đi ạ. Từ 10 đến 33kg là bên có size này. Chị Phương Anh là A2 đúng không ạ? Chị Phương Anh là A2 này. Ok các chị ơi nhanh chóng đi ạ. Các chị ơi nhanh chóng lên giúp em nào. A1, A2, A3, A4 kèm chia sẻ giúp em nha. Chia sẻ giúp em 3 lần trên trang cá nhân và 5 lần trên các nhóm được không ạ? Ok chị Việt Liên này. Đúng rồi, hôm nay bên khai trương shop các chị nha. Hôm nay bên khai trương shop nên rất cần sự quan tâm các chị này. 5 tuổi vừa chị nha, vừa chị yêu nha. Nhanh chóng vào livestream của em nào. Từ 10 đến 33 cân là bên có size nha. Em có thấy chị Loan Anh này. Từ 10 đến 33kg là bên có size các chị nha. Từ 10 đến 33kg là bên có size này. Chị Thu Cẩm ơi chia sẻ trên trang cá nhân 3 lần này, chia sẻ trên các nhóm 5 lần cho em này. Các chị ơi nhanh chóng cho em nha. Từ 10 đến 33kg là bên có size các chị nhá. Mã là A1, A2, A3, A4 này. Giá là 18k. Hôm nay bên khai trương shop nên bán với giá vô cùng rẻ luôn đấy ạ. Các chị ơi nhanh chóng vào livestream của em nào. A1, A2, A3, A4 bên đều có giá là 18k nha. Bên khai trương shop nên bán với giá vô cùng rẻ luôn ạ. Ok chị Hiền Vân này, comment mã kèm luôn số điện thoại giúp em các chị ơi. Comment cái mã kèm luôn số điện thoại giúp em đi ạ. Ok chị Phương Caramel này, các chị ơi đã chia sẻ cho bên em chưa ạ? Chia sẻ 3 lần trên trang cá nhân này và 5 lần trên các nhóm giúp em các chị nha. Ok chị Phương Caramel này,
từ 10 đến 33kg là bên em có size các chị nha. Từ 10 đến 33kg là bên em có size nào. Các chị ơi nhanh chóng lên nào. 500 người xem em bắt đầu em chốt được không ạ? 500 người xem cho em xin 500 người xem bắt đầu chốt nha. Ok chị Trần Ngọc, chị Rắn Hạt Tiêu này. Nhanh chóng lên ạ. Một hôm nay bên em khai trương shop các chị nha, nên bán đồng giá 18k cho các chị nào tương tác tích cực với bên em này. Các chị ơi chia sẻ nhanh chóng cho bên em được không ạ? Nhanh chóng chia sẻ cho bên em nha. 8 cân không có chị ơi, từ 10 đến 33kg các ạ. Từ 10 đến 33kg thôi ạ. Ok chị Phương Anh này, chị Phương Anh rất là tích cực từ đầu đến bây giờ luôn đấy ạ. Ok chị Phương Anh A1 này chia sẻ rồi đúng không ạ? Nhanh chóng nào. Chị Phương Anh tích cực này. Ok ạ. Em ghim chị đầu tiên nha. Nhanh chóng nào, 500 người xem em ghim chị đầu tiên này. Chị Phương Anh rất là tích cực với em này. Chị Phương Anh này. Phương Anh nào, từ từ đã. Em cứ nói các chị ơi nhanh chóng lên nha. A1, A2, A3, A4 kèm số điện thoại giúp em này. A1, A2, A3, A4 tùy các chị này. Rồi quay ra chia sẻ cho em nha. Rồi quay ra chia sẻ cho em nào. Chia sẻ 3 lần trên trang cá nhân và 5 lần trên các nhóm cho em nha. 3 lần trên trang cá nhân và 5 lần trên các nhóm nào. Ok comment này. A1, A2, A3, A4 tùy các chị này. Rồi quay ra chia sẻ cho em 3 lần trên trang cá nhân và 5 lần trên các nhóm được không ạ? Váy hôm nay bên bán với giá là 18k thôi ạ. 18k cho các chị nào lại tương tác tích cực với em được không ạ? Các chị ơi nhanh chóng lên vào live stream của em nha. 500 người xem bắt đầu em ghim tên chị đầu tiên nào. A1, A2, A3, A4 bên với giá là 18k chị nha. 18k thôi ạ. Chị nào lấy thì nhanh chóng comment giúp em đi ạ. Đúng rồi, A1, A2, A3, A4 ạ. Ok chị Nhật Ánh em cảm ơn chị nha. Hôm nay bên khai trương shop các chị nhá. Hôm nay bên khai trương shop nên bán với giá vô cùng rẻ luôn ạ. Chị, các chị ơi nhanh chóng vào live stream của em nào. Nhanh chóng vào live stream của em nào. Ok, các chị ơi nhanh chóng lên đi ạ. Sắp 500 người xem. Ok chị Phương Anh này. Các chị ơi bên bán với giá là 18k thôi ạ. 18k trong cái live stream này thôi ạ. Các chị lấy mẫu nào thì nhanh chóng comment giúp em đi ạ. Ok chị Hồng Phạm này. Các chị ơi nhanh chóng lên nha. Bên bán với giá là 18k đấy ạ. Chị ơi nhanh chóng comment nào. Rất nhiều comment bị ẩn luôn ạ. Rất nhiều comment bị ẩn em không nhìn thấy. Bên khai trương shop bán với giá vô cùng rẻ nha. Bên có 4 mã tất cả này. Chị ơi nhanh chóng này, bị comment bị ẩn nha. Chị nào chia sẻ rồi thì comment giúp em là đã chia sẻ nha. Comment giúp em đã chia sẻ em chốt được không ạ? Em thấy ai ấy đi. Ok để em chốt thôi nhá. Ok các chị ơi. Ok em sẽ ghim người đầu tiên nha. Nhanh chóng comment giúp em nào. Comment giúp em nào. A1, A2, A3, A4 kèm số điện thoại luôn giúp em được không ạ? Quay ra chia sẻ giúp em 3 lần trên trang cá nhân và 5 lần trên các nhóm được không ạ? Các chị ơi nhanh chóng lên giúp em đi nào. Chị này tương tác nhiều lắm. Chị Sương Sương. Ok, chị Sương Sương Trần có ở đây không ạ? Chị Sương Sương Trần là người đầu tiên nha. Chị Trương Sương Sương Trần là người đầu tiên này. Ok, chị Sương Sương Trần lấy một mã giúp em nha. Chị ơi cho em xin địa chỉ để em gửi tặng mình váy 18k được không ạ? Các chị ơi nhanh chóng để nguyên cho. Các chị ơi nhanh chóng lên nào. Chị nào chưa comment thì nhanh chóng comment giúp em nào. Đã chia sẻ thì comment giúp em đã chia sẻ để em ghim comment của mình được không ạ? Chị nào đã chia sẻ thì comment giúp em đã chia sẻ đi ạ. Đã chia sẻ để em ghim comment của mình nha. Nhanh chóng lên các chị ơi. Giá hôm nay bên khai trương shop giá là 18k này. Chị Trương Sương Sương Trần là người đầu tiên rồi nha. Chị ơi cho em xin địa chỉ để em gửi tặng mình váy 18k được không ạ? Các chị ơi bên hôm nay khai trương shop nên bán với giá vô cùng rẻ luôn được không ạ? Nhanh chóng lên nào, nhanh chóng. Ok các chị nha, em sẽ đọc tên chị tiếp theo đây ạ. Sẽ chị tiếp theo đây ạ. Chị nào chia sẻ rồi thì comment dưới là đã chia sẻ đi ạ. Giá là 18k chị nha. Ok ạ. Ok chị Phước Mai ạ, chị Phước Mai là chị thứ hai nha. Chị Phước Mai là chị thứ hai đây rồi đấy ạ. Chị Phước Mai ơi cho em xin địa chỉ để em tặng váy 18k cho mình được không ạ? Chị Phước Mai là chị thứ hai rồi đấy ạ. Chị các chị ơi nhanh chóng nào, chị nào chưa chia sẻ thì chia sẻ giúp em đi ạ. Chị Phước Mai là chị thứ hai rồi đấy ạ. Mẫu là bên có 4 mẫu tất cả các chị nha. Chị Phước Mai là chị thứ hai đấy ạ. Nhanh chóng đấy ạ. Ok chị Lưu Như Hoa nha. Chị Lưu Như không đấy con. Ok các chị ơi nhanh chóng lên đi ạ, nhanh chóng comment giúp em nào. A1, A2, A3, A4 tùy các chị này. Kèm luôn số điện thoại giúp em nha. Ok chị Phương Anh là đã chia sẻ rồi đúng không ạ? Chị Phương Anh. Ok các, ok chị Lưu Như Hoa này. Các chị ơi chia sẻ thì comment giúp em đã chia sẻ được không ạ? Để em có thể chọn đếm tìm người ghim comment của mình được không ạ? Ok các chị ơi nhanh chóng lên nào. Hôm nay bên khai trương shop các chị nhá. Hôm nay bên khai trương shop ạ. Chị nào tương tác nhiều nhất thì bên sẽ tặng được không ạ? Chị nào tương tác nhiều nhất thì bên sẽ tặng được không ạ? Chị Phước Mai là chị thứ hai rồi đấy ạ. Chị nào tương tác nhiều nhất thì bên sẽ tặng được không ạ? Chị từ từ.
chị nào chưa ok các chị vào sau này, nhiều chị vào sau chưa biết luận này, comment cho em mã này A1, A2, A3, A4 tùy các chị này, rồi quay ra chia sẻ cho em 3 lần trên trang cá nhân ạ, và 5 lần chia các nhóm được không ạ, rồi quay ra chia sẻ cho em nha. Các chị ơi, chị nào chưa vào sau chưa chia sẻ thì chia sẻ cho em nha. Chị nào tương tác tích cực với em nhiều nhất thì bên em sẽ tặng được không ạ? Chị nào tương tác tích cực bên em sẽ tặng được không ạ? Chị bé Vân ơi, comment mã kèm số điện thoại đi ạ. Comment mã kèm số điện thoại được không ạ? Giá chỉ 18k trong cái livestream này chị yêu nha. Nhanh chóng lên giúp em nào. Ok, chị Hà bé đã chia sẻ này. Các chị ơi, nhanh chóng nào. Hôm nay chị nào vào sau chưa chia sẻ thì nhanh chóng chia sẻ giúp em đi ạ. Chị nào chưa chia sẻ thì chia sẻ đi ạ. Bên vẫn còn rất nhiều phần quà luôn đấy ạ. Hôm nay bên khai trương shop này là vô cùng đấy. Đã. Ok các chị yêu nha. Ok ạ, các chị ơi nhanh chóng lên nào. Nhanh chóng lên nào. Ok, chị Hiền Vân là chia sẻ rồi này. Ok các chị yêu nhanh chóng nào. Các chị chia sẻ rồi đúng ạ. Ok này, em sẽ chọn chị tiếp theo nha. Chị Phúc Mai cho em xin địa chỉ để em tặng quà cho mình được không ạ? Ok, chị Như Lan là chị thứ 3 nha. Chị Như Lan là chị thứ 3 này. Chị Như Lan là chị thứ 3 nha. Chị Như Lan ơi, cho em xin địa chỉ để em tặng váy 18k cho mình được không ạ? Chị Như Lan có ở đây không ạ? Chị Như Lan có ở đây không ạ? Nhanh chóng inbox cho em địa chỉ đi chị ơi. Chị Như Lan có ở đây không? Có cho em một cái nào chị để tặng, để em tặng quà chị nhá. Ok. Các chị ơi nhanh lên nào. Comment nào, chị nào chưa chia sẻ thì quay ra chia sẻ cho em nha. Hôm nay bên khai trương shop bán với giá vô cùng rẻ luôn đấy ạ. Hôm nay bên khai trương shop bên bán bây giờ. Em nhìn thấy trên máy không hiện. Thế à? Bảo sao thế nhỉ? Em nhìn thấy đây nhiều cục nhưng mà mãi đấy nó không chỗ. Ok, nhanh chóng lên nào. Comment rồi quay ra chia sẻ cho em. Ok, chị Tuyền Nguyễn này, em có thấy chị Lưu Như Hoa nha. Ok các chị ơi, ok chị Phước Mai được cho địa chỉ rồi này. Chị Như Lan cho em địa chỉ đi ạ. Nhanh chóng lên nào. Quay ra chia sẻ cho em. Để thằng một tí nào. Quay ra chia sẻ cho em. Ok, chị Lưu Như Hoa em cũng mong mình nhận quà này. Nhanh chóng comment rồi quay ra chia sẻ cho em nha. Chia sẻ 3 lần trên trang cá nhân và 5 lần các nhóm này. Hôm nay bên like đồ bé gái được không ạ? Từ 10 đến 33kg là bên có size này, có tất cả những mã như thế này đấy ạ. Như này đấy ạ, nên là các chị ơi nhanh chóng comment và chia sẻ cho em nha. Chị nào chưa chia sẻ thì quay ra chia sẻ đi ạ. Chia sẻ 3 lần trên trang cá nhân và 5 lần trên các nhóm đi ạ. Nhanh chóng chị ơi, chị nào tương tác tích cực bên nhất ạ, bên sẽ tặng được không ạ? Các chị ơi nhanh chóng lên nào. A1, A2, A3, A4 tùy các chị này. Rồi quay ra chia sẻ cho em nha. Chia sẻ 3 lần trên trang cá nhân và 5 lần trên các nhóm được không ạ? Ok các chị yêu nha, nhanh chóng lên nào. Ok chị Lưu Như Hoa này. Từ 10 đến 33kg là bên có size này. Từ 10 đến 33kg là bên có size này. Ok chị Phương Hoa này, các chị ơi nhanh chóng lên ạ. A1, A2, A4, A3, A4 bên đều có size từ 10 đến 33kg nhá. Bên đủ size từ 10 đến 33kg luôn ạ. Lấy thì comment mã này kèm màu kèm số điện thoại luôn cho em đi nha. Mã kèm màu kèm số điện thoại cho em được không ạ? Ok các chị ơi nha. Lấy thì comment nhanh chóng cho em này. Chị nào vào sau chưa chia sẻ thì chia sẻ cho em đi ạ. Chị nào vào sau chưa chia sẻ thì chia sẻ cho em đi ạ. Ok chị Trần Minh là chị tiếp theo nha. Chị Trần Minh là chị tiếp theo rồi đấy ạ. Nhanh chóng lên đi ạ. Chị nào vào sau chưa chia sẻ. Ok chị Trần Minh ơi cho em xin địa chỉ đi ạ. Chị Trần Minh mua được giá 18k nha. Chị Trần Minh là chị thứ 5 mua được áo với giá 18k. Em có thấy chị Bùi Phương Thúy nha. Chị Trần Minh là chị tiếp theo mua được áo với giá 18k rồi đấy ạ. Nên là các chị ơi nhanh chóng lên đi ạ. Nhanh chóng vào live stream của mình. Ok nào, các chị ơi nhanh chóng lên nha. 18k này, comment giúp em mã là A1, A2, A3, A4 kèm số điện thoại này. Ok, comment giúp em này. Ok, các chị ơi nhanh chóng lên nào. Ok nào, nhanh chóng comment giúp em đi ạ. Mã này kèm màu kèm số điện thoại đi ạ. Mã kèm màu kèm mã kèm số điện thoại luôn giúp em nha. Rồi quay ra chia sẻ giúp em 3 lần trên trang cá nhân này và 5 lần trên các nhóm được không ạ? 3 lần trên trang cá nhân và 5 lần trên các nhóm nha. Thì mình có thể mua được cái váy với giá là 18k rồi đó. Ok các chị yêu nha. Rồi ok, em sẽ chốt nốt cho mấy chị nữa này rồi em bắt đầu em bán hàng được không ạ? Ok, chia sẻ, chị nào vào sau chưa chia sẻ thì chia sẻ giúp em 3 lần trên trang cá nhân và 5 lần trên các nhóm được không ạ? Chia sẻ 3 lần trên trang cá nhân và 5 lần trên các nhóm nha.
Ok các chị ơi, chị nào vào sau chưa chia sẻ thì chia sẻ đi ạ. Chị nào vào sau chưa chia sẻ thì chia sẻ đi ạ. 3 lần trên trang cá nhân và 5 lần trên các nhóm này. Ok chị Linh Giang này, chị Linh Giang là người tiếp theo nha. Chị Linh Giang là người tiếp theo mua được váy bên em này. Ok các chị ơi, chị nào vào sau chưa chia sẻ thì tiếp tục chia sẻ đi ạ. Em sẽ đọc tên chị nào tương tác tích cực với em được không ạ? Em có thấy chị Nga Phan nha. Ok các chị ơi, nhanh chóng lên nào. Chị nào vào sau chưa chia sẻ thì chia sẻ giúp em đi ạ. Ok các chị ơi, bây giờ em xin đạt mốc 1.000 người xem em tiếp tục em bán 18k được không ạ? Đạt mốc 1.000 người xem em tiếp tục em bán 18k được không ạ? Còn bây giờ em xin phép bán hàng một chút nha. Em xin phép bán hàng được không ạ? Váy sọc đỏ em bán với giá mã là A1, giá là 140k. 160.000. Các chị ơi, 1.000 người xem em mới bán 18k được không ạ? 1.000 người xem em mới bán 18k được không ạ? Bây giờ em xin phép bán với áo này với giá là 160.000 này. Đồng giá là 160.000, mã là A1 chị nha. Mã là A1 giá là 160.000 này. Mã là A1 giá là 160.000 chị nhá. Lấy thì comment cho em A1 đi ạ. A1 từ 10 đến 33kg là bên em có size nha. Giá bên là 160.000 này. Váy này là 160.000, bên em đủ size từ 10 đến 33kg luôn ạ. Chị nào lấy thì nhanh chóng comment giúp em đi ạ. 1.000 người xem em tiếp tục bán 18k được không ạ? Em có thấy chị Gia Hân được không ạ? Em có thấy chị Kim Yên nha. Em chào chị Trúc Thanh ạ. Các chị ơi, bây giờ em xin phép bán cái váy này với giá là 160k nha. Ok, 1.000 người xem em tiếp tục bán 18k này. Các chị ơi, đừng comment nữa ạ. Ok, chị Phúc Mai mua được với giá 18k rồi đấy ạ. Váy này bên bán với mã là A1, giá là 160.000 ạ. Chị nào lấy thì comment giúp em A1 kèm màu, A1 kèm số điện thoại đi ạ. A1 kèm số điện thoại luôn giúp em nha. A1 kèm số điện thoại luôn giúp em được không ạ? Mã bên em bán với giá là 160k, đủ size từ 10 đến 32 kg. Ok chị Hà Thị Mai, em chốt đơn hàng cho chị Hà Thị Mai nhá. Ok chị ơi, nhưng mà bị lẫn không nhỉ? Comment bị lẫn nhỉ? Không biết không? Tại vì vừa nãy cũng là A1, A2, A3, A4. Dù làm thế nhưng mà phải nói giá ra, có mà chưa có 16 nhé. Mới được. Ok các chị ơi, giá là 160.000 nha. Lấy thì comment giúp em này. 160.000 bên bán hàng Quảng Châu các chị yêu nha. 160.000 đồng giá 160.000 ạ. Bên bán hàng Quảng Châu chị nha. Ok chị Thu Gấu này. Ok chị Thu Gấu, em chốt đơn hàng này. Ok các chị ơi, đầm là 160k. Lấy thì comment giúp em là A, mã là A1, A2, A3, A4 này. Kèm luôn số điện thoại luôn giúp em trên cùng một dòng luôn ạ. Giá là 160.000 chị yêu nha. Giá là 160.000 thôi ạ. Từ 10 đến 33kg là bên có size này. Từ 10 đến 33kg là bên có size 160.000 chị yêu nha. Hôm nay bên bán với giá là 160k thôi ạ. Bên có tất cả là 4 mã các chị nhá. Từ 10 đến 33kg là bên có size này. Chị ơi, 18k hết rồi ạ. 1.000 người xem em tiếp tục bán 18k được không ạ? Ok, bây giờ em xin phép bán váy này với giá là 160k này. Bên đủ size cho các bé từ 10 đến 33kg luôn ạ. Đủ size từ 10 đến 33kg luôn các chị yêu nha. Lấy thì nhanh chóng comment với em đi ạ. Giá là 160.000 thôi ạ. Đủ size từ 10 đến 33kg luôn ạ. Ok chị Linh Giang nha. Các chị ơi, 160k cho một cái váy vô cùng xinh đúng không ạ? Nhanh chóng lên đi ạ. Bên có đủ size các bé này. Đủ size các bé từ 10 đến 33kg luôn ạ. Đủ size từ 10 đến 33kg nha các chị nha. Lấy mẫu nào thì comment giúp em A1, A2, A3, A4 tùy các chị, kèm luôn số điện thoại được không ạ? Bên bán hàng Quảng Châu, hàng cao cấp các chị yêu nha. Bên đủ size cho các bé luôn đấy ạ. Bán hàng Quảng Châu luôn ạ. Nhanh chóng nào, nhanh chóng comment giúp em mã kèm số điện thoại được không ạ? Nhanh chóng comment giúp em mã kèm số điện thoại luôn được không ạ? Chị ơi, đầm công chúa đấy ạ. Đầm công chúa vô cùng xinh chị nha. Ok, 160.000 chị Út Thư ơi. Một bên bán giá là 160.000 ạ. Bên bán là 160.000. Chị Hạnh Nguyễn ơi, comment giúp em A1 này, 160.000 này. Và số điện thoại luôn giúp em được không ạ? Giá bên là 160.000 nha chị yêu nha. 160.000, bên có 4 mã tất cả này. A1, A2, A3, A4. Chị Khánh Phương ơi, bên bán là 160.000. Chị Thùy Nguyễn Bích ơi, bên bán đồng giá 160.000 nha. Từ 10 đến 33kg là bên có size. Chị Thiên Lý ơi, 10 đến 33kg là bên có size cho các bé gái này. Đặt hàng thì comment mã, cộng số điện thoại, cộng số cân của bé luôn giúp em được không ạ? Cộng luôn số cân của bé luôn giúp em được không ạ? Ok, mã là A1, đi là A1 các chị nha. Mã là A1 này, comment giúp em A1 kèm số điện thoại, kèm luôn cân nặng của bé được không ạ? Từ 10 đến 33kg bên có size này. Váy là 160.000 các chị ơi nha. 160.000 này. Các chị ơi, nhanh chóng lên đi ạ. Áo váy bên là 160.000 này. Lấy comment giúp em A1 này. A1 kèm luôn màu, kèm số điện thoại, kèm luôn số điện thoại và kèm luôn cân nặng của bé giúp em nha. Ship Đà Lạt là 30k chị Trinh Bùi nha. Mã kèm luôn số điện thoại,
kèm luôn số điện thoại và kèm luôn cân nặng của bé Gem được không ạ? Kèm luôn số điện thoại, kèm luôn cân nặng. Ok, chị Linh Giang có được chốt nha. Chị Linh Giang có được chốt được không ạ? Mã là 160, mã là A1, A2, A3, A4 này. Giá là 160.000 đồng, giá 160.000 các chị ơi nha. Đây giờ từng mã một đi chị ơi. Đây các chị nha, em giơ từng mã một cho các chị nha được không ạ? Chị Thùy Linh ơi, giờ em mới thấy comment của mình ạ. Ok chị Phương Thúy nha. Giá là 160.000 các chị ơi. Bên bán hàng Quảng Châu, hàng cao cấp các chị nha. Bên bán hàng Quảng Châu các chị nha. Các chị yên tâm nha. 160.000 ạ. Ok chị Bùi Phương Thúy nha. 160.000 đồng, giá 160.000. Bên có 4 mã tất cả này. Bên có 4 mã tất cả này. Ok, lấy mã nào thì comment giùm A1 kèm số điện thoại, kèm số điện thoại, kèm luôn cân nặng của bé giùm được không ạ? Kèm luôn số điện thoại, kèm luôn cân nặng của bé luôn em được không ạ? Các chị ơi lấy gì nhanh chóng comment giùm nào. A1, A2, A3, A4 kèm số điện thoại, kèm luôn cân nặng của bé giùm được không ạ? Kèm luôn số điện thoại, kèm luôn cân nặng của bé giùm nha. Các chị ơi nhanh chóng lên nào. Từ 10 đến 33 kg là bêm có size cho các bé nha. Từ 10 đến 33 kg là bêm có size cho các bé nha. Đầm caro là 160.000 chị yêu nha. Đầm caro là 160.000 ạ. 160.000 một chiếc chị yêu nha. Đây ạ, đầm caro đây ạ. Mã là A1, giá là 160.000 này. Lấy comment giùm A1 kèm số điện thoại, kèm luôn cân nặng của bé giùm nha. A1 kèm luôn số điện thoại, kèm luôn cân nặng của bé giùm này. Từ 10 đến 33 kg. Bên có đủ size nha. Từ 10 đến 33 kg bên đủ size nha. Bên bán hàng Quảng Châu cao cấp các chị nhá. Từ 10 đến 33 kg bên có size này. Lấy thì nhanh chóng này, đây là mã A2 nha, chất đũi Thái nha, chất đũi Thái, lấy thì comment giúp em A2 này, kèm luôn số điện thoại này. 160.000 một chiếc chị Nguyễn Kim Phương ơi, 160.000 một chiếc ạ. Giá là 160.000 các chị nha. 160.000 mã này là A3 đây ạ. Lấy thì comment giúp em A3 kèm số điện thoại này. 160.000 một chiếc chị yêu nha. Lấy thì comment giúp em đi ạ. Bên có 4 mã, hôm nay bên sẽ lại 4 mã. Đây là A4 chị yêu nhá. A4 này ạ, giá là 160.000 ạ. Hàng vô cùng đẹp luôn ạ. Lấy comment cho em A4 kèm số điện thoại luôn ạ. Chị Minh Hạnh ơi, bên có size 30 kg nhà. Bên từ 10 em đã chốt cho các chị mấy chị đầu rồi, cái bảo lừa cái gì vậy? Bên em lừa gì các chị cái váy thế? Em đã bảo là 1.000 người xem, em chốt tiếp chứ không phải là ấy đâu. Ok, lấy cho em đi ạ. Giấy cho em thì comment cho em mã kèm số điện thoại, kèm luôn cân nặng của bé cho em được không ạ? 160.000 nha, những mẫu em đang cầm trên tay đều 160.000 các chị yêu nha. Ok ạ, 160.000 đây là A3 này, lấy thì comment cho em A3 kèm số điện thoại, kèm luôn cân nặng của bé lên rồi không ạ? 160.000 thôi chị yêu nha. Các chị ơi nhanh chóng nào, lấy mã nào thì comment cho em ạ. Comment giùm A1, A2, A3, A4 tùy các chị này. 160.000 kèm luôn số điện thoại giùm được không ạ? A1, A2, A3, A4 đây, A2 này, đủ size từ 10 đến 33 kg luôn ạ. Từ 10 đến 33 kg là bên có size các chị nha. 160.000 cho một cái váy vô cùng xinh đúng không ạ? Bên bán hàng Quảng Châu các chị nhá. Bên bán hàng Quảng Châu, hàng cao cấp luôn đấy ạ. Nhanh chóng comment giùm nào. A1 kèm số điện thoại, kèm luôn cân nặng của bé giùm được không ạ? A1 kèm cân nặng, kèm luôn số điện thoại giùm được không ạ? Nhanh. Ok, A1. Còn chị nha, từ 10 đến 33 kg bên có size chị Tuyết Anh nha, từ 10 đến 33 kg là bên có size luôn ạ. Chị nào lấy comment giùm mã này kèm số điện thoại luôn được không ạ? Mã kèm luôn số điện thoại giùm em nha. 160.000 cho một cái váy vô cùng xinh đúng không ạ? Lấy kèm comment luôn mã kèm số điện thoại luôn giùm em nha. 18k hết rồi chị ơi, bên bán lúc đầu thôi ạ. A1 160.000 chị Hà Luyến hai like nha. 160.000 ạ. Những mẫu này em đang cầm trên tay đều 160.000 ạ. Chị nào lấy mẫu nào thì comment giùm A1 kèm số điện thoại luôn được không ạ? Chị Phạm Phương Nguyên ơi, 18k hết rồi chị yêu nha. Hồng bao nhiêu chị ơi? 160.000 nha, 160.000 bên bán hàng Quảng Châu nha các chị nhá. Các chị đừng so sánh với hàng ngoài chợ được không ạ? 160.000 hàng Quảng Châu cao cấp được không ạ? Chị nào lấy thì nhanh chóng comment giúp em nào. Mã là A1 này, A1 kèm số điện thoại luôn giúp em nha. Giá là 160.000 thôi ạ. Giá là 160.000 thôi chị yêu nha. Bên có tất cả là 4 mẫu này. Chị Nina Hoàng ơi, hôm nay em chỉ like đồ bé thôi ạ, đồ cặp bên hôm nay không like ạ. Lấy thì nhanh chóng comment giúp em nha. Mã này là A3 này, A3 cũng giá là 160.000, đủ size từ 10 đến 33kg luôn ạ. Lấy thì comment giúp em A3 kèm số điện thoại được không ạ? 18k kèm số điện thoại được không ạ? Nhanh chóng lên các chị ơi, 100 bên có là 160.000 này. Mã này là A4 các chị nha. Vải vô cùng mát luôn đây ạ. Ồ, A2 có size 8 tuổi chị ơi, từ 10 đến 33kg là bên có size nha. Từ 10 đến 33kg là bên có size này. Từ 10 đến 33kg là bên có size nha. Lấy comment giúp em mã kèm số điện thoại đi ạ. Ngày mai chuyên viên tư vấn em sẽ gọi điện xác nhận cho các chị được không ạ?
mã này kèm số điện thoại luôn cho em nha. Giá là 160.000, bên em có tất cả là 4 mẫu này, A1, A2, A3, A4 được không ạ? Các chị ơi nhanh chóng lên giúp em nào. 160.000 một cái chị yêu nha, 160.000 một cái ạ. Bên bán hàng Quảng Châu, các chị yên tâm về chất liệu và mẫu mã được không ạ? Từ 10 đến 33kg là bên có size này, từ 10 đến 33kg là bên có size các chị nhá. Lấy thì nhanh chóng comment cho em nào. Bên bán là 160.000 nha, đồng giá 160.000 ạ. Chị nào lấy mã nào thì comment mã đấy cho em nha. A1 vô cùng xinh luôn đây ạ, A1 vô cùng xinh, giá là 160.000 này. Chị nào lấy thì comment cho em A1 kèm số điện thoại đi ạ. Giá là 160.000 trong cái livestream này các chị nha. Hàng Quảng Châu vô cùng đẹp luôn đấy ạ. Mã là A1 này, chị nào lấy thì nhanh chóng comment cho em A1 kèm số điện thoại nha. Từ 10 đến 33kg là bên có size đấy ạ. Từ 10 đến 33kg là bên có size ạ. Chị nào lấy thì nhanh chóng chốt giúp em trên livestream này nha. Bên bán hàng Quảng Châu các chị cứ yên tâm về chất liệu và mẫu mã được không ạ? Đây là A3 các chị nhá. Từ 10 đến 33kg là bên có size luôn đấy ạ. A3 vô cùng xinh luôn ạ. 160k một áo chị nha, chị nào lấy mã nào thì nhanh chóng comment cho em nào. A1, A2, A3, A4 ạ, bên có 4 mã nha. Đây là A3, chị nào thích A3 thì nhanh chóng comment cho em. A3 kèm số điện thoại được không ạ? A3 kèm số điện thoại luôn cho em nha. Đây nha chị nha, đây là A2 này. A2 là vải đũi Thái vô cùng đẹp luôn đây ạ. Bên có size từ 10 đến 33kg cho các bé nha. Đằng sau bụng nơ vô cùng xinh luôn ạ. Giá là 160.000 ạ. Nên chị nào lấy nhanh chóng comment cho em A2 kèm số điện thoại được không ạ? A2 kèm số điện thoại luôn cho em nha. Giá là 160.000 cho mã này đây ạ. Bên đủ size các bé từ 10 đến 33kg luôn các chị yêu nha. Chị nào muốn xem mẫu nào thì comment cho em đi ạ. Để em cho mình xem được không ạ? Bên có tất cả là 4 mẫu này. Bên có tất cả là 4 mẫu nha. Đây là A4 nha, A4 vô cùng xinh nha. Bên trong là vải cotton vô cùng mát này. Bên ngoài là một cái phối ren màu lụa này. Lụa ren vô cùng đẹp này, đính cả đại cườm bên trong các chị nhá. Từ 10 đến 33kg là bên có size này. 13kg vừa chị Hà Trang nha. 13kg vừa chị lấy mẫu nào ạ? 13kg vừa mẫu nào ạ? Nhanh chóng comment giúp em nào. Chị lấy mẫu nào chị Hà Trang ơi, chị lấy mẫu nào ạ? A3. A3 là từ 10 đến 33kg là bên đủ size chị Mộng Thị Tươi nha. 160.000 chị ơi, 160.000 thôi ạ. Giá là 160.000, tất cả những mẫu em đang cầm trên tay đều 160.000 nha. Chị Phương Mai hay chị lấy mẫu nào ạ? Chị Mộng Thị Tươi chị lấy A3. A3 bên bán là 160.000 ạ. A3 giá là 160.000 ạ. Chị lấy thì comment cho em A3 kèm số điện thoại được không ạ? Chị Uyên Nhi A1 bên còn nha. Chị lấy thì comment cho em A1 kèm số điện thoại đi ạ. Chị lấy thì comment cho em A1 kèm số điện thoại đi ạ. Đây là A1. Hôm nay bên like đổi bên ạ. Đây là A1 chị Hoa Phạm ơi. Đây là A1 nha. Mẫu caro đỏ là A1 này. Giá là 160.000 chị ơi. Giá là 160.000 thôi ạ. Chị lấy nhanh chóng comment cho em mã này kèm số điện thoại luôn được không ạ? A1 bên bán với giá là 160.000 đấy ạ. Chị Trang Hoàng ơi, ngày mai bên mới like đổi bé trai nha. Váy hồng caro là 160.000, có size 15kg nha. Giá là 160.000, những mẫu đang cầm trên tay đều 160.000 chị yêu nhá. Ok ạ. Các chị ơi nhanh chóng nào, 15kg bên có size nha, từ 10 đến 33kg là bên đủ size ạ. Các chị ơi lấy comment cho em mã kèm luôn số điện thoại để em chốt cho mình trên đơn hàng được không ạ? Chị Quỳnh Đông A1 này, A1 cũng 160, A2 160, A3 160, A4 cũng 160 các chị nha. Lấy comment cho em mã này kèm số điện thoại luôn được không ạ? 160 cho chị nào nhanh tay comment cho em đi ạ. Chị Ngọc Hằng ơi, giá là 160, 12kg vừa. Chị Đỗ Nga ơi, bên đủ size từ 10 đến 32kg ạ. Từ đến 33kg ạ. Từ 10 đến 33kg là bên có size này. 11kg bên có size cho mã A1 chị Hoa Phạm nha. Lấy comment giúp em A1 kèm số điện thoại luôn chị Hoa Phạm ơi. Chị Hoa Phạm cho em luôn số điện thoại đi ạ. Chị Nara Milo ơi, bên đồ bé gái 6 tuổi 24kg. Những mẫu anh đang cầm trên tay đây là 24kg đều có size chị nha. 24kg bên đều có size này. Từ 10 đến 33kg là bên có size này. Giá là 160.000 đấy ạ. Chị nào lấy thì nhanh chóng comment cho em nào. 160.000 đấy ạ. Chị Hoa Phạm comment A1 kèm số điện thoại luôn cho em được không ạ? Đây ạ, váy caro A1 160.000 nha. Chị Hoa Phạm comment A1 kèm số điện thoại luôn cho em nha. Nhanh chóng lên các chị ơi, 160.000 trong cái livestream này thôi ạ. Có 14 cân có vừa chị Thắm Nguyễn Thị ơi, bên đủ size từ 10 đến 33kg ạ. Em ở Hà Nội chị Hoa Phạm ơi, từ 10 đến 33kg là bên có size ạ. Từ 10 đến 33kg là bên có size nha. Các chị ơi nhanh chóng lên nào. Chị ghi xong rồi. Chị Nguyễn Thị Thắm ơi, 14kg bên có size nào. Hôm nay bên chỉ chốt mẫu bé gái thôi các chị yêu ơi. Hôm nay bên chỉ chốt mẫu bé gái thôi ạ. Lấy mẫu nào thì comment cho em mẫu kèm số điện thoại luôn cho em được không ạ? Kèm luôn số điện thoại luôn cho em nha.
Chị ơi, taro đỏ là A1 nhá. Lấy thì comment giúp em A1 kèm số điện thoại luôn đi ạ. Chị Thanh Huyền đây, A3 10 cân có chị Thanh Huyền nha. Ok, chị Đỗ Nga em chốt đơn hàng của chị Đỗ Nga này, có phải chụp lại không? Xem lại cái A2 cho chị Thắm, xem lại cái A2 chị ơi. A2 đi chị ơi, vải đũi Thái vô cùng mát luôn nha. Ok, chị Đỗ Nga này, em chốt đơn hàng của chị Đỗ Nga lấy A1 A2 12 cân đúng ạ. Chị Phạm Nhung ơi, A1 mẫu 2627 kg ạ. Bên có size chị Phạm Nhung nhá. Bên có đủ size từ 10 đến 33 kg ạ. Giá là 160.000 cho những mẫu em đang cầm trên tay, đồng giá 160.000. 33 kg bên có size chị Mai Ca nha. Từ 10 đến 33 kg là bên có size luôn đấy ạ. Có 4 mẫu tất cả này, chị nào lấy mẫu nào thì nhanh chóng comment mẫu đấy kèm số điện thoại luôn giúp em nha. Từ 10 đến 33 kg là bên có size các chị nha. Lấy thì comment nhanh chóng cho em nào. A1 chị Bà Trẻ ơi, giá là 160.000 thôi ạ. A1 160.000 chị nha, rồi A1 ra trước đi, A1 nhiều người hỏi nhất. A1 giá là 160.000 chị ạ. Lấy thì comment cho em A1 kèm số điện thoại được không ạ? Ok, em chốt đơn hàng của chị Đỗ Nga này. Chị Dương Thái lấy thì cho em xin số điện thoại được không ạ? Chị Dương Thái lấy thì cho em xin số điện thoại luôn nha. Chị Bà Trẻ lấy A1 thì cho em xin A1 kèm số điện thoại luôn cho em đi ạ. Quay đằng sau A2. Ok, quay đằng sau A2 đúng không ạ? Chị Thắm Nguyễn Thị lấy thì comment cho em A2 kèm số điện thoại. Chị Naro Milo ấy, caro đỏ là A1 chị nhá. Lấy thì comment cho em A1 kèm số điện thoại đi ạ. Đây A2 đằng sau đi, quay đằng sau chị ơi. A2 đằng sau là bụng nơ nhé, mình bụng nơ và vô cùng xinh chị nha, xếp ly vô cùng đẹp luôn ạ. Giá là 160.000 đấy ạ. Chị nào lấy thì nhanh chóng comment cho em mã đi ạ. Bên bán hàng Quảng Châu các chị cứ yên tâm về chất liệu và mẫu mã được không ạ? Lấy thì comment cho em mã kèm số điện thoại luôn đi ạ. A1 giá là 160.000 này, caro vô cùng xinh luôn đúng không ạ? Mặc vô cùng đẹp luôn các chị nha. 160.000 chị ơi, 150.000 bên không bán được ạ, bên không bán mặc cả nha. 160.000 vô cùng xinh nhá, chị nào lấy nhanh chóng comment cho em mã kèm số điện thoại được không ạ? Bên bán hàng Quảng Châu vô cùng đẹp luôn đấy ạ. Quay đằng sau A1 xem đúng không ạ? Đây đằng sau A1 đây chị nha. Đằng sau A1 mình có thể buộc dây, buộc nơ như thế này, mình có thể buộc nơ. Cái này là buộc nơ cả trước cả sau chị Hà Trang nha. Lấy đi comment cho em A1 kèm số điện thoại đi ạ. Giá là 160.000 trong cái livestream này đấy ạ. 160.000 các chị yêu nhá. Lấy thì nhanh chóng comment cho em mã kèm số điện thoại luôn cho em được không ạ? Mã kèm luôn số điện thoại cho em nào. Chị Hà Trang ơi, lấy thì comment cho em A1 kèm số điện thoại nào. Chị Naro Milo ấy, cái màu caro đỏ đấy là A1 chị nha, lấy comment cho em A1 nào. Chị Dương Thái ấy, giá 160.000, chị Bà Trẻ 160.000 nha. Có bán áo chị đang mặc không? Áo đang mặc là 140.000 chị ơi, lấy comment cho em sơ mi cam đất kèm số điện thoại luôn đi ạ. Sơ mi cam đất. Ok, em chốt đơn hàng của chị Tuyết Bùi lấy A1 A4 này. Các chị yên tâm nha, bên đủ size từ 10 đến 33 kg luôn ạ. Đủ size cho các bé các chị nhá. Lấy comment cho em mã kèm số điện thoại luôn được không ạ? Ngày mai chuyên viên tư vấn bên sẽ gọi điện tư vấn xác nhận cho các chị nha. Chân váy bé 9kg. Chị ơi, từ 10 đến 33kg là bên có size đấy ạ. Các chị nào lấy nhanh chóng comment cho em nào. A1 này, A2, A3, A4 là 4 mã của bên bán ngày hôm nay ạ. Giá là 160.000, đủ size cho các chị từ 4, đủ size cho các bé từ 10 đến 33kg ạ. Nhanh chóng comment cho em đi ạ. Em chốt đơn hàng của chị Tuyết Bùi nha. Chị Ngọc Thảo ấy, áo đang mặc là 140.000 nha. Lấy thì comment cho em là sơ mi cam đất kèm số điện thoại được không ạ? Sơ mi cam đất kèm số điện thoại cho em được không ạ? Còn váy của bé đang là bên đang bán với giá là 160.000 này. Chị nào lấy thì nhanh chóng comment cho em đi ạ. A1, A2, A3, A4 tùy các chị kèm luôn số điện thoại cho em được không ạ? Kèm luôn số điện thoại luôn cho em các chị yêu nha. Ok, chị Nguyễn Thị Thắm em chốt này, A1, A2 này. Ok các chị yêu nha, lấy thì nhanh chóng comment mã kèm luôn số điện thoại cho em để em chốt đơn hàng được không ạ? Ngày mai bên sẽ gọi điện tư vấn cho các chị về chiều cao cân nặng của các bé để mặc cho vừa nhất các chị nha. Mã bên có 4 mã này, A1 cũng A1, A4 này, A4 cũng vô cùng xinh các chị nha. A4 là 2 lớp nha, bên trong là hàng cô tông vô cùng mát này, có đính cườm nha, bên ngoài là bên ngoài phối ren đấy ạ, phối ren vô cùng đẹp luôn ạ. Ok này, còn đây là A3 này, A3 này vô cùng xinh, vô cùng trẻ trung năng động cho mùa hè các chị nha. Đủ size các bé từ 10 đến 33kg luôn đấy ạ. Chị nào lấy thì nhanh chóng comment cho em nào. 160.000 thôi ạ. Bên bán hàng Quảng Châu các chị cứ yên tâm với chất liệu và mẫu mã được không ạ? Đủ size cho các bé từ 10 đến 33kg luôn đấy ạ. Chị nào lấy thì nhanh chóng comment mã kèm luôn số điện thoại cho em nha. 160.000 một cái áo váy vô cùng xinh đúng các chị ơi. Váy hàng Quảng Châu cao cấp, hàng thiết kế các chị nha. Bên có 4 mã tất cả này. A4 vô cùng xinh các chị nhá. Chị nào lấy mã nào thì nhanh chóng comment mã kèm số điện thoại luôn cho em được không ạ? Ok, chị Hoàng Yến ơi cho em số điện thoại luôn đi ạ. Chị Hoàng Yến cho em số điện thoại trên cùng một dòng comment giúp em được không ạ? Chị Hoàng Yến cho em luôn số điện thoại trên cùng một dòng comment nào. Nhanh chóng comment mã kèm số điện thoại luôn được không ạ? Bên có 4 mã tất cả này. A1, A2, A3, A4 này. Chị nào lấy mã nào thì nhanh chóng comment mã đấy kèm số điện thoại luôn cho em nha. Bên có tất cả là 4 mã các chị nhá.
A4 là 160 chị Nguyễn Ngân ơi, tất cả những mẫu em đang cầm trên tay đều đồng giá 160k đấy ạ. Chị Nguyễn Ngân lấy A4 thì cho em xin cả số điện thoại luôn đi ạ. A4 kèm số điện thoại luôn cho em nha. Chị Hoàng Yến ơi lấy A1 A2 thì cho em luôn số điện thoại thôi ạ. Chị Tuyến Bùi A2 em chỉ có màu xanh thôi ạ. Màu xanh đấy vô cùng đẹp mà chị ơi, tôn da cực luôn đấy ạ. Chị Nguyễn Ngân ơi A4 là 160.000 nha. Chị Hoàng Yến ơi cho em xin số điện thoại đi ạ. Chị Hoàng Yến ơi cho em xin xạ luôn số điện thoại để em chốt đơn hàng cho mình nha. 160k rồi, các chị comment cho em mã kèm số điện thoại đi ạ. Ngày mai chuyên viên tư vấn bên sẽ gọi điện tư vấn về chiều cao cân nặng cho các bé được không ạ? Các chị ơi nhanh chóng lên nào, comment mã kèm số điện thoại cho em nha. Chị Nguyễn Ngân ơi A4 giá là 160k chị nha. 160k thôi ạ. Các chị ơi nhanh chóng nào. Từ 10 đến 33kg là bên có size chị Nguyễn Sorry nha. Từ 10 đến 33kg luôn đấy ạ. Là bên có size này, chị nào lấy nhanh chóng comment riêng mã kèm số điện thoại luôn đi ạ. Mã kèm số điện thoại luôn được không ạ? Từ 10 đến 33kg là bên đủ size các chị yêu ạ. Nào chị nào lấy thì nhanh chóng comment riêng nào. Mã này kèm số điện thoại luôn cho em nha. Mã kèm số điện thoại luôn nào. 160k cho những cái mẫu em đang cầm ở trên tay các chị yêu nha. Bên có 4 mã tất cả này, A1, A2, A3, A4 này. Chị nào lấy thì nhanh chóng comment riêng mã kèm số điện thoại nha. Giá là 160k các chị ơi, đủ size cho các bé từ 10 đến 33kg ạ. Từ 10 đến 33kg là bên có size được không ạ? Nào các chị lấy thì nhanh chóng comment cho em nào. Từ 10 đến 33kg là bên đủ size luôn đấy ạ. Nhanh chóng comment cho em nào. Ok, 160.000 cho những mẫu em đang cầm, mẫu đang cầm trên tay đấy ạ. Chị nào lấy thì nhanh chóng comment cho em mã kèm số điện thoại được không ạ? Chị Thủy Trung ơi, hôm nay bên chỉ like 4 mẫu này thôi chị ơi nha. Hôm nay bên like mẫu nào 4 mẫu này thôi ạ. Ship về Bình Chánh là 30k chị ơi nha. Ba cái thì bên miễn ship nha, ba váy bên miễn ship này. Ship về Bình Chánh là 30k. Các chị ơi nhanh chóng nào, bên bán hàng Quảng Châu nha, hàng thiết kế của bên em các chị nhá. Comment mã kèm mọ, cả mã kèm số điện thoại luôn cho em nha. Bên có 4 mã tất cả này, A1, A2, A4 giá là 160.000 một váy này. Bên đủ size các bé từ 10 đến 33kg luôn ạ. Ship bên đồng giá 30k, ship bên đồng giá 30k này. Mua 3 cái bên miễn ship các chị nha. A1, A2, A3, A4 giá đều 160k đấy ạ. Lấy comment cho em mã kèm số điện thoại luôn được không ạ? Từ 10 đến 33kg là bên có size nha. Từ 10 đến 33kg là bên có size này. Chị nào lấy nhanh chóng comment cho em mã kèm màu, mã kèm số điện thoại được không ạ? 160k thôi ạ. Còn chị nào thích thì nhanh chóng comment cho em nào. Mã kèm số điện thoại luôn ạ. Hôm nay em chỉ like 4 mẫu này thôi ạ. Em like 4 mẫu này với giá là 160k cho một mẫu các chị yêu nha. Lấy comment mã kèm số điện thoại luôn cho em nào. Giá là 160.000 thôi ạ. Các chị ơi nhanh chóng lên đi ạ. Bên có 4 mã tất cả này. Ship là 30k chị nha. Từ 10 đến 33kg là bên có size cho các bé nha. Từ 10 đến 33kg luôn đấy ạ. Chị nào lấy thì nhanh chóng vào livestream comment cho em mã kèm số điện thoại đi ạ. Bên có 4 mẫu tất cả này, A1, A2, A3, A4 giá đều 160k cho một mẫu chị nhá. Lấy thì nhanh chóng comment cho em mã kèm số điện thoại, kèm số điện thoại luôn được không ạ? 160k một cái thôi ạ. Từ 10 đến 33kg là bên có size ạ. Từ 10 đến 33kg là bên có size đấy ạ. Lấy thì nhanh chóng comment cho em đi ạ. Nhanh chóng comment cho em là A1, A2, A3, A4 tùy các chị thích nha. Kèm luôn số điện thoại cho em được không ạ? 160.000 bên đủ size các bé từ 10 đến 32kg luôn ạ. Đến 33kg ạ. A1 này, A4 này, A4 vô cùng xinh các chị nhá. Đủ size từ 10 đến 33kg luôn ạ. Còn chị nào lấy nữa thì nhanh chóng comment cho em mã kèm số điện thoại luôn được không ạ? Mã kèm luôn số điện thoại luôn cho em nha. Em đủ size các bé từ 10 đến 33kg luôn ạ. Các chị ơi nhanh chóng vào livestream của em nào. Mã là A1, A2, A3, A4, em có 4 mã nha. Đủ size cho các bé từ 10 đến 33kg luôn ạ. Chị nào lấy thì nhanh chóng comment cho em. Các chị ơi shop bên mới khai trương nha, các chị nhớ bật chế vào shop của bên em này, bật theo dõi và để chế độ xem trước cho em được không ạ? Vào theo dõi và để chế độ xem trước cho em được không ạ? Ship bên là 30k các chị nha. Hôm nay bên khai trương shop là các chị nhớ bật chế độ theo dõi trước của bên em được không ạ? 160k một váy thôi ạ. Hôm nay bên like 4 mẫu thôi chị Tuyền Nguyễn ơi, hôm nay bên chỉ like 4 mẫu này thôi ạ. Chị nào thích mẫu nào thì nhanh chóng comment cho em nha. Nhớ bật chế độ theo dõi trước của bên em được không các chị ơi? Hôm nay bên mới khai trương shop ạ. 160k một váy vô cùng xinh đúng không ạ? Từ 10 đến 33kg là bên có size nha. Từ 10 đến 33kg là bên có size này. Chị nào lấy thì nhanh chóng comment cho em đi ạ. A1, A2, A3, A4 kèm số điện thoại được không ạ? Rồi quay lại comment này, comment đi ạ. Bên sẽ bán với giá 160k được không ạ? Còn chị nào thích mẫu này nữa không ạ?
Ok các chị ơi, nhanh chóng comment đi, em sắp kết thúc livestream rồi đó. 2 phút nữa em kết thúc livestream nha. Còn chị nào thích nữa thì nhanh chóng comment hoặc là chụp lại màn hình mẫu mình thích ạ. Rồi inbox cho shop em được không ạ? Rồi inbox cho shop em nha. Giá là 160k bên bán hàng Quảng Châu, các chị yên tâm về chất liệu nha. Áo mẫu đang mặc còn nha chị ơi, áo mẫu đang mặc 140k nha. Lấy comment giúp em là sơ mi cam đất kèm xuyến thoại luôn đi ạ. 2 phút nữa em kết thúc livestream các chị yêu nha. Nhanh chóng lên nào, 2 phút nữa em kết thúc livestream này. Còn chị nào thích nữa thì nhanh chóng comment giúp em đi ạ, để em kết thúc livestream được không ạ? Chị Đông Ba Bơi, áo mẫu đang mặc là 140.000 này, chị lấy comment giúp em là sơ mi cam đất kèm xuyến thoại luôn đi ạ. Em chốt nốt đơn cho chị rồi em kết thúc livestream được không ạ? Áo mẫu mặc là 140.000 này, còn váy của trẻ con là 160.000 các chị nha. Còn chị nào lấy nữa thì nhanh chóng comment với em nào. Các chị ơi, shop bên mới khai trương nên các chị nhớ bật chế độ theo dõi trước của bên em không ạ? Bật chế độ theo dõi trước của bên nha, để ngày mai bên có livestream tặng quà ạ. Thì em sẽ tặng cho các chị đầu xem đầu tiên được không ạ? Vào đầu giờ thì bên thường hay livestream tặng quà ạ. Nên các chị nhớ bật chế độ theo dõi trước để hiện thông báo cho các chị nha, để mình có thể được nhận quà được không ạ? Rồi bây giờ có chị nào lấy mẫu nào thì nhanh chóng chụp lại màn hình rồi inbox cho shop em được không ạ? Ok, hẹn 8 giờ tối mai các chị nha, hẹn các chị vào 8 giờ tối mai này. Em xin cảm ơn các chị đã theo dõi livestream của bên em ạ. Em xin chào các chị ạ. Inbox đi. Chị Đông Bắc Cơ, chị inbox cho shop em nhé. Chị Đông Ba Bơi, inbox cho shop em nha. Inbox cho em xin địa chỉ và số điện thoại luôn chị nha.